Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1527 về việc kiện toàn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai. Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. theo quyết định của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với thủ tướng chính phủ phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong công tác phòng chống thiên tai giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo điều hòa phối hợp giữa các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước sử dụng các cơ quan đơn vị chức năng trực thuộc bộ để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực ban chỉ đạo